Em xin chào cô chú, anh chị và các bạn nha. Thì sáng em có đổ lú được mấy con sú này, sáng nay sẽ luộc ăn cơm luôn nha cô chú anh chị. Như mèo như chuyển quá à. Thì không có nói em đổ được mấy con sú cũng không được bự lắm, em luộc ăn cơm nhau nhiều chuyện quá. Đây là sú này cũng nhỏ, chắc có 40 con ký, mèo nhiều chuyện chồng lên nữa mèo. Cho mà bắt bỏ mày vô chổng luôn giờ. Thì sáng nay em sẽ ăn với rau muống xào tỏi cô chú anh chị. Cảm ơn anh đã để tiếp tục với món cá phi kho nha cô chú anh chị. Đây, rau muống xào nãy xào chín nè. Cái kho cá nắp đắt lại và thì nó muốn muốn cá khứa là gì là không biết rồi, có mè trái anh chưa, có trái mè chưa có trái, này cho cô luộc mấy con tôm cô chú anh chị. Đó. Nhà khô khô tắt à. Tôm chín này em gấp ra. Quậy chúa. Xin mời cô chú anh chị và các bạn ăn cơm với vợ chồng em luôn nha. Bữa nay mình ăn cà phê nha. Sáng là cũng ăn cà phê kho với luộc mấy con tôm rau muống xào tiếp tục. Ở quê có gì mình ăn lấy chú anh chị. Để nhắc cái này là nó muốn là mua bớt luôn, nó thật nó muốn thật không? Nó muốn trồng tạo kia đó. Rồi khen lên luôn. Ngại quá mắc cỡ thiệt luôn. Xin mời cô chú anh chị ăn tôm với em nha. Tôm nhà sáng đổ lên chứ không có mua đâu nha cô chú anh chị. Rồi em tới nhà luôn rồi, anh ơi. Em luộc luôn rồi.
thơm cũng ăn xinh nè. Sáng thấy tiền này không cay rồi nè. Tiền không cay sao? Ăn nguyên hộp đi coi. Chưa là hái thật rõ luôn. Vậy thôi là bà biết nãy mình tính gì không? Tính sao rồi? Mình tính sao? Thấy vậy chút tiêu quá không? Nó cay hơn ớt nữa. Thơm ớt nè, ăn không? Sáu bảy tháng bữa thấy cái gỗ cua bự lọc bự đít thế rồi mình chết cô chú anh chị và các bạn nha. Không biết có bảo còn sáng đông dữ. Ngày sáng anh Cầm hỏi em tưởng là anh coi tin tức không à. Anh Cầm đã anh bỏ xuống.
Thank you.